gân vải, nhưng mà gân vải ngược. Đây gọi là gân ngược. Bình thường nó lồi ra ngoài, đây là lõm ở trong. Nó gọi là gân ngược. Đây là chung đây, rất là bụi bặm. Mà rất là chung tép. 2470 và bát 30. Và rất là đẹp. Đồ cũ này phải phụ thuộc vào lô hàng, phụ thuộc vào đích danh đôi đấy. Ví dụ đôi hôm nay là về hôm 23/3/2018, nó rất là đẹp. Cách đây hơn một tháng có về một đôi thì nó không được đẹp cái đôi này. Đôi nó xước sát rất là nhiều và thành quách của nó bị sứt xẹo do vận chuyển. Và cái màng bát của lô trước thì nó không được chất như con này nó còn lì hơn. Các bác hiểu cái màng này nó cũng tùy đôi, có đôi nó còn rất là chất. Thực ra những cái dòng màng vải, màng kiểu dạng như này thì dùng tùy cái môi trường sử dụng của cái người sử dụng trước. Môi trường nó khô ráo, nó sạch sẽ thì loa nó sẽ đẹp hơn. Loa SB 2470, bát 30 mới về cho. Mời các bác thưởng thức chất âm của nó.